Sáng nay ngày 15 tháng 9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua 20 tờ trình báo cáo của các sở ban ngành liên quan đến nhiều nội dung quan trọng như quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo văn bằng đại học ngành luật đối với cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố đà nẵng các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách như định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm dịch vụ công phiên họp cũng thống nhất thông qua công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất đường nguyễn phước tần lê đại hành phê duyệt giá đất thương mại dịch vụ khu đất đường nguyễn phước nguyên ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh ghi nhận các ý kiến đề xuất và đề nghị của các sở ban ngành, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt trong công tác chỉ đạo các đầu việc, chỉ đạo các quận huyện, đơn vị liên quan chủ động tính toán sắp xếp lại các bộ máy, ban giải phóng mặt bằng để điều tiết ngân sách hợp lý các quận huyện để nhanh tiến độ nạo vét mương công thoát nước và sở xây dựng thành phố chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác này mạnh dạn chỉ ra những vương mắc bất cập và đề xuất các giải pháp xử lý tình trạng ngập úng đô thị sớm có báo cáo trình ủy ban nhân dân thành phố